anh Linh hướng dẫn Master đi anh. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Strength. Ngày hôm nay Linh sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm động tác Webster, hay còn gọi là đá chân lộn trước. Động tác này là động tác khá là dễ, nó tương tự như là front flip. Nếu mà các bạn tập được front flip rồi thì thực hiện động tác này không cần phải nghĩ luôn. Chúng ta cùng bắt đầu nha. Trước hết thì chúng ta sẽ khởi động, thực hiện động tác ép dọc. Ép từ 15 cho đến 20 giây mỗi bên. Động tác Webster là động tác sử dụng đến lực đá của chân rất là nhiều. Cho nên những bạn nào có độ mở của chân này, độ mở rộng của chân này càng nhiều thì thực hiện động tác Webster càng dễ. Tuy nhiên thì vẫn ưu tiên lực đá của chân hơn, lực đá của chân càng mạnh thì thành công càng dễ. Bây giờ chúng ta sẽ ép dọc căng hơn, cố gắng xuống sâu hết cỡ của các bạn luôn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thực hiện từ 5 cho đến 10 rep, ngồi lên ngồi xuống bằng một chân. Bài tập này giúp cho các bạn có một sức bật tốt hơn. Để có lực đá của chân mạnh thì các bạn lên tập đá với tường trước nhá. Tay các bạn sẽ để vào mép tường như này và thực hiện đá chân ra sau. Đấy. Thực hiện khoảng 20 lần cho mỗi bên nhé. Từ dần tăng tốc dần lên. Bây giờ chúng ta sẽ tập chạy đà. Nếu mà các bạn có xem clip hướng dẫn bổ đà của Linh ấy, thì cái chạy đà Webster giống y xì chạy đà bổ đà luôn. Là các bạn sẽ chạy một quãng đường đến cái điểm mà các bạn chuẩn bị muốn nộ, thì các bạn sẽ đưa chân phải lên trước. Đây là trong trường hợp Linh làm bên trái, tức là chân dẫm vào chân trái và chân đá vào chân phải. Mình sẽ đưa chân phải lên trước và thực hiện đưa đầu gối chân trái lên và nhảy đầu cò một lần và đưa chân trái hạ xuống. Khi mà đến điểm cuối cùng như này thì các bạn để ý cái khoảng cách chân trái và chân phải cho mình. Hai chân này sẽ cách nhau khoảng bằng vai hoặc là hơn vai một tí. Đừng có hẹp quá như này và đừng có rộng quá như này. Khoảng cách tốt nhất là rộng bằng vai để cho cái việc các bạn kiểm soát được đá chân này tốt hơn. Linh làm lại nhé. Chạy đà này. Đến điểm chuẩn bị muốn nộ này, đưa chân phải lên này, nhảy lò cò này, hạ xuống này, đó. Bây giờ Linh sẽ kết hợp cả tay lẫn chân. Thì tay có hai kiểu thông dụng nhất, nhưng mà Linh sẽ hướng dẫn cái kiểu mà Linh hay làm nhất nhá. Đó là khi các bạn nhảy lò cò như này đúng không? Thì trong cái lúc nhảy lò cò, tay các bạn sẽ đưa ra sau như này, đó, lấy đà, như này, đó. Và khi là các bạn thực hiện động tác thì các bạn lại đưa tay đằng trước như này, đó, đá chân lên, đồng thời đá chân lên, đó, lại nhá, tay này, đưa ra sau này, đánh ra trước thì sẽ cua vòng kiểu vòng xuống như này cho Linh nhá, nhé, thế, vòng này, lên này, vòng xuống luôn, đó, tay trái các bạn ôm nhỉ, có hai kiểu ôm thông dụng nhất. Nhưng mà Linh sẽ làm cái kiểu ôm trong nhảy nha. Đó, ôm trong nhảy. Còn có những bạn cũng làm kiểu ôm ở đầu gối, ở cộng đồng này. Đó. Nhưng mà Linh thì hay ôm ở đây hơn. Đó. Chạy đà. Cua vòng. Tay trái ôm ở đây. Đó. Ôm nhá. Khi là ôm nộn ấy thì nhớ là cái phần chân này cố gắng sát được vào cái phần ngực càng tốt. Đó. Đó. Tiếp đến thì chúng ta sẽ thực hiện đá người lên chuối nhá. Chân các bạn đứng như Webster này,
và thực hiện đá người lên chuối và xuống, đá người lên chuối và xuống. Nhớ là phải sử dụng cái chân đá là cái chân mà các bạn tập Webster nhé. Khi lên thì hai chân khép vào nhau. Tiếp đến thì chúng ta sẽ thực hiện vẫn là cái động tác lên chuối như thế thôi, nhưng mà chúng ta sẽ nghĩ là làm Webster xong rồi bắt đầu đưa tay xuống và trồng chuối và xuống. Tức là chúng ta sẽ không được đưa cái tay này xuống trước nữa, mà chúng ta sẽ để bỏng lên này và đưa hai tay xuống và xuống như này. Webster xuống chuối xuống, đó là cao hơn đó. Nếu mà các bạn cảm thấy sợ thì các bạn có thể chuẩn bị cho mình một chiếc đệm, hoặc là chuẩn bị cho mình cái kỹ năng phản xạ tốt khi đổ xuống headstand, tức là đổ chống cái chuối. Ở hướng dẫn chống cái chuối thì có hướng dẫn đấy. Nhưng mà có đệm rồi thì chúng ta cứ làm như bình thường thôi. Đứng Webster này. Đến bước này, các bạn cần phải chuẩn bị cho mình đó là một chiếc đệm đủ êm. Hoặc là các bạn có thể tập ở cát này, ở cỏ chẳng hạn. Ở cỏ thì các bạn cần phải để ý cỏ nó êm nhé. Cái cỏ mọc ở trên cái nền đất nó mềm ý, thì nó sẽ êm. Hoặc là ở bể bơi đó, các bạn không có mấy cái thứ đấy thì các bạn tập Webster này rất là khó. Bởi vì khi mà các bạn đau, các bạn chán chẳng thèm tập nữa. Phải tìm ra một cái môi trường đủ an toàn để bắt đầu. Và tiếp đến đó là một cái bục, một cái bục cao, cao khoảng từ đầu gối của các bạn trở xuống đó, từ đầu gối của các bạn này trở xuống này. Để làm gì? Để giúp cho các bạn cái việc đẩy người lên cao nó dễ hơn. Đây này, đẩy người lên cao nó dễ hơn là ở mặt đất. Ở mặt đất này các bạn sẽ bị lao, khó có thể lên cao được như ở cái bục này. Người mới tập lên tìm một cái bục để bật đó, thì các bạn cũng phải lựa một cái bục. Bục đấy phải là bục em một tí, như kiểu này. Bục của mình là nó được bọc xốp đấy, cho nên có chẳng may gặp ở đây thì nó cũng đỡ hơn là cái bục giả như kê gạch vào đó. Kê gạch vào nó đau đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào lấy cảm giác. Đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện động tác lăn, đứng người ở tư thế Webster và đưa tay đằng trước như này. Khi nào xuống thì đồng thời đá chân lên và bắt đầu co người lại như hòn bi, tròn như hòn bi luôn, và thực hiện mũi đầu xuống và đá chân lăn đó. Nếu mà các bạn mới bắt đầu tập nhào lộn ý, thì thực hiện cái động tác lăn này thật nhiều vào, không là các bạn sẽ bị kiểu kêu là chóng mặt. Chóng mặt thì các bạn sẽ chả muốn tập nữa đâu. Các bạn phải lăn thật quen đi đã, cho cái cảm giác chóng mặt nó chai đó, xong rồi bắt đầu mới tập động tác Webster. Tiếp đến thì chúng ta sẽ thực hiện lăn với một tay chống xuống đất và một tay ôm vào gối, giống như thực hiện Webster luôn đó đó, và lăn như y xì như cái vừa nãy. Các bạn nhớ nó phải mũi đầu xuống nha, vì cái phần đầu của mình là cái phần nhạy cảm, cho nên chúng ta phải lăn từ cái phần trên vai này đấy, phần trên vai lưng trên này đấy, lăn từ đấy trở xuống. Nếu là cái người phải cong, nếu mà cái người thẳng là nó ộp xuống phát là thôi văng luôn. Cong đó. Tiếp đến thì chúng ta sẽ thực hiện động tác đá người lên chuối và kết hợp với lăn, đá cao lên thẳng lên và nhớ là lăn tròn ạ. Tiếp đến thì chúng ta sẽ thực hiện động tác như vừa nãy, nhưng mà chúng ta sẽ để tay sau khi mình bật, tức là mình bật trước, bật trước không bao giờ mình đặt tay xuống. Làm động tác để khoảng lăn vào cho mình, nhớ là phải thảo nhé. Và tiếp đến thì chúng ta sẽ thực hiện đưa tay ôm này, ôm vào gối và đưa tay chống đất như này, chống sau. Bây giờ chúng ta sẽ tập lửa vòng Webster. Trước khi tập lửa vòng Webster thì chúng ta cần phải biết tư thế ngã của lửa vòng làm sao cho nó an toàn nhất như này.
các bạn để hai tay, hai bàn tay sẽ hướng ra đằng trước như này và chiều xuống đây, và đưa hai chân của bạn ra đằng trước như này, lâng cái phần mông của các bạn lên, lâng phần mông của bạn lên như này đó. Và khi Webster ấy thì các bạn sẽ tiếp hai cái chân này và tay trước này như này đó, như này, và bắt đầu đưa nhẹ phần mông xuống. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện Webster lửa vòng. Để Webster lửa vòng được thì các bạn bật mạnh hơn cho mình một chút, bật mạnh hơn một chút thôi. Lửa vòng thì bật, nói chung rất là nhẹ. Khi mà được một lúc, nói chung các bạn nghĩ là lên một cái thì buông tay ra sau luôn này, lên một cái buông tay ra sau luôn, tay đang nhẹ luôn đó, lên một cái nhẹ để ra sau luôn, chống luôn, và chân thì cũng nhẹ luôn, làm cái giảm sóc giá đỡ để mình hạn chế tiếp phần mông và phần lưng xuống là đau. Đó, thực hiện chắc kỹ năng này. Kỹ năng này là kỹ năng quan trọng nhất. Nếu mà các bạn không biết cách ngã là sao cho nó an toàn thì các bạn khó có thể chinh phục được động tác này. Nếu mà các bạn đau là các bạn nghỉ luôn đấy. Nhớ là tiếp tay và chân xuống trước, xong rồi đưa nhẹ phần mông xuống, mũi đầu chặt vào nhá. Các bạn đừng có ai nhìn đằng trước nhảy. Nếu người lâu năm thì được, nhưng mà người mới tập nhìn đằng trước nhảy là các bạn hay hoảng lắm, đang ôm nhảy nó lại buông ra, để có khi là cắm mặt xuống luôn. Nên là các bạn để ý là cái phần đầu luôn luôn nhìn vào đầu gối đi, đấy, luôn luôn nhìn vào đầu gối đi đó, để cái vòng quay mình nó ổn định, luôn luôn nhẹ đó. Ok, thực hiện lại nhá. Đó, bắt đầu bước này trở đi các bạn cần phải nắm rõ những cái mặt kỹ thuật. Thứ nhất là phần chân đẩy này. Hai, các bạn chỉ được để cái phần chân này đây, đây á, đây là cái đường thẳng này, chỉ được để cái phần chân như này, nó chếch thẳng như này, hoặc là chéo ra được trước nhẹ một chút thôi, đừng có chéo quá như này. Nếu chéo quá như này các bạn sẽ ra xa, và xa thì nó sẽ thấp đó. Luôn để như này đấy, tức là lúc bật không được như này, chỉ được bật nhẹ thôi nha, đây này, như này thẳng lên hoặc là chéo một chút. Và tiếp đến phần tay, phần tay thì các bạn nhớ là vòng ngược lại nhanh vào nhẹ, đánh đằng trước nhảy và vòng ngược lại như này, mình tạo ra cái lực quay vòng nhảy, nhảy mạnh vào, giật vào luôn đó, nhảy giật vào luôn, mạnh vào. Và phần mông nữa, để ý phần mông, khi đẩy lên thì phần mông bắt buộc chúng ta phải để phần mông cao lên, để phần mông cao lên, đáng lên mạnh lên thì mông nó sẽ cao được. Muốn cái phần mông của chúng ta cao lên được ấy, thì chúng ta cần phải kết hợp giữa lực đá của chân phải và lực đẩy của chân trái. Chân trái nhớ là phải đẩy thẳng lên, nếu mà đẩy chéo là nó sẽ xa và nó thấp. Đẩy thẳng lên và kết hợp lực đá của chân. Đó, đó. Ok, bây giờ mình sẽ thực hiện như vừa nãy thôi, nhưng mà các bạn để ý cái đoạn cuối cho mình nhé. Vừa nãy là như này. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái phần tay này di chuyển lên trên một tí, đó, nó thành như này thì nó sẽ gần với cái tư thế các bạn ngồi đó, như này nhá. Đó, như này là gần như là được 80% rồi, còn 20% nữa thôi, các bạn phải hiểu rõ được các cái mặt kỹ thuật cao lên này, kích cao lên này, đá mạnh chân lên này, giật tay mạnh này, ôm chặt này, ôm gọn này, đó. Các bạn có thể nhận biết được cái chân của mình là có hướng ra trước quá nhiều hay không, như này, hướng quá nhiều ra trước nhẹ hay không này, là khi các bạn lộn xong ấy, các bạn cảm thấy người mình hít ở đây thì chắc chắn cái chân đấy nó đã đẩy, nó đẩy chéo nhẹ quá đó. Còn nếu các bạn gần tắm nhẹ là các bạn đang sử dụng cái chân này đẩy lên nhẹ là ok đó, còn gần quá là các bạn đang đẩy cái chân này nó chếch nhẹ rồi, nó kiểu đẩy sang hướng ngược lại rồi đó. Nếu là như này hoặc là như này thì nó sẽ ra chỗ trước này một tí thôi, làm mạnh lên nhá, làm sức qua lên, động tác này khá là dễ thôi.
Bây giờ chúng ta sẽ đến với bước hoàn thiện động tác. Trước khi đến bước này thì chúng ta cần phải có một cái chiếc điện thoại để quay lại quá trình tập luyện. Nếu mà có sai thì các bạn có thể gửi cho mình video để mình xem, mình sửa cho nhé. Rồi bây giờ chúng ta lại nhắc lại những cái mặt kỹ thuật nhé. Cái chân đá càng nhanh, đấy, lực chân trái này đẩy càng mạnh và nó đẩy theo hướng thẳng như này lên, và lực tay đánh mạnh thì cái tỷ lệ thành công rất là cao. Đẩy mạnh này, đá mạnh này, quặn mạnh này, ôm gọn này, quặn này, đó thì tỷ lệ thành công rất là cao. Khi mà các bạn quen với cái bục rồi ấy, thì các bạn có thể bỏ bục ra và tập luyện. Bỏ bục ra sẽ giúp cho các bạn có một độ khó cao hơn. Bỏ bục ra thực hiện vấn đề cho an toàn trước. Đó, thế là sẽ hoàn chỉnh động tác. Các bạn nên nhớ Webster, cái lực đá của chân nó phải được mở rộng ra. Nhiều bạn thực hiện Webster mà chỉ đá một xíu như thế thôi, cứ lầm tưởng sang front flip nó thành như này. Đó, như thế các bạn bị lầm tưởng giữa front flip, cho nên cái lúc mà các bạn chuẩn bị thì các bạn tách, mà các bạn lên thì các bạn lại khép chân vào, chả thấy đá đâu cả. Thế không gọi là Webster nữa rồi, mà đấy gọi là front flip. Nếu các bạn đủ đẹp trai rồi ấy, thì các bạn có thể làm tại chỗ luôn. Lời cuối cùng, Linh xin chúc các bạn tập luyện vui vẻ và thành công. Mọi thắc mắc liên hệ với Best cho Linh nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh cho Linh. Và nhớ bật chuông nha. Bye bye các bạn.